cũng tại con mà thôi. Biết người ta sỉ nhục như vậy, con có thấy mất mặt hay không chứ? Nếu xưa kia mẹ không phải làm ca kỹ thì đâu có bị người ta nói. Hả? Con dám nói chuyện với mẹ như vậy hả? Hả? Quý phi nương nương, bạch bà đã dẫn tới. Tham kiến quý phi nương nương. Miễn lễ. Bạch bà mời ngồi. Cảm ơn quý phi nương nương. Nè bạch bà ở trong cung cũng đã lâu lắm rồi hả? Cái lúc hoàng thượng còn là Ngô Quốc công, lão thân đã làm nô tỳ trong cung này rồi. Bây giờ ta có chuyện này muốn hỏi bà, bà phải trả lời một cách thật thà nha. Nếu như lỗ thân biết được, nhất định sẽ trả lời thật thà. Được, bà đã theo hoàng thượng bấy lâu, nhất định biết được xuất thân lai lịch của Tần Quế phi chứ. Thì ra nó là con của một ca kỹ. Vậy mà nó còn dám vách lâu với ta như vậy. Hoàng thượng, hoàng thượng lần này di phục xuất tuần, chắc đã đi nhiều nơi lắm hả? Trẫm đã về làm cố trạng. Dưới quê có gì thay đổi không? Quê hương không đổi, hoàng gia tớ cũng không, mặt trời cũng không đổi, thay đổi chỉ là người thôi. Hoàng thượng, mặt trời không đổi, mặt trời vĩnh viễn mọc từ hướng đông để chiếu rọi thế nhiều. Hoàng thượng chắc mệt lắm rồi, hoàng thượng nghỉ đi nha. Trẫm đã đi dẫn bấy lâu, chắc có nhiều việc đang chờ trẫm làm. Vua của một nước đâu có thể chỉ là hưởng lạc không. Hoàng thượng, con ngỗng này do di thần hiến dâng cho hoàng thượng đó. Phu hoàng, phu hoàng, phu hoàng, phu hoàng không được khỏe hả? Con tới đây làm gì? Thần nhi tới đưa tham kiến phụ hoàng. Miệng lên, miệng lên, miệng lên. Thần nhi biết được phụ hoàng về cung, vì đang thắc mắc một điều trên sách vở, nên tới đây xin thọ giáo với phụ hoàng. Vậy hoàng nhi đã học sách gì đó? Là hán thư đó phụ hoàng. Anh nè phụ hoàng, hán chỉ đạo bất thuận, hoàng đạo bá đạo tương tạch, vậy có phải là lỗi của cao tổ không? Không phải. Cao tổ gì mới lập nghiệp, dân chúng khốn khổ, nên phải lo cho việc sản xuất, đâu có rảnh rỗi mà nể nhạt. Nhưng sau đó khiếu văn đế cũng không có gây lại chạy lệ. Vậy nghĩa là thành tựu không lớn. Làm đế vương cần nhất là phải nắm lấy thời cơ và biết dùng người, vậy mới là một quân chủ tốt. Cảm ơn phụ hoàng đang dạy, khiến thần nhi đã hiểu thêm nhiều việc. Hai hôm trước Tống học sĩ mới nói vậy thôi, biết rồi còn hỏi. Rõ ràng là muốn lấy lòng phụ hoàng chứ gì. Nếu không hiểu thì phải học cho hiểu. Không như có thứ người không lo học hành, chỉ biết rót trà rót nước những việc đê tiện này để lấy lòng người khác thôi. Em đừng nói vậy nha. To gan, trước mặt trẫm mà vẫn hỗn láo như vậy hả? Phụ hoàng bất giận. Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài đi. Tôn Chánh Phi thiệt là biết dạy con quá. Lúc xưa bà cá múa giúp vui, bây giờ bà còn lại rót trà rót nước hầu hạ người ta nữa. Chỉ biết cười người ta, không biết tự cười mình. Anh nói cái gì? Ngươi đừng tưởng mẹ của ngươi tốt lành lắm nha. Xưa kia bà cũng làm kỹ nữ đó. Anh đừng có nói bậy đó bà nha.
Chỉ có người ngu như vậy mới không biết thôi. Bây giờ trong hoàng cung có người nào mà không biết chuyện này chứ? Không tin thì qua hỏi nó đi. Qua hỏi thì biết liền thôi. Người đám ông, người đám ông. Bạch bà, bà cho ta biết xưa kia mẹ ta có phải là một các kỵ phi hương không? Sao bà không trả lời? Bà cho ta biết đi. Phải xưa kia bà là các kỵ không? Hả? Có phải không? Thưa mẹ. Hoàng Nhi, hồi thừa tướng phái người mà chúng ta qua phủ nói có chuyện phải bàn. Tham kiến hoàng hậu, tham kiến tứ hoàng tử. Mời ngồi. Ngọn gió nào đưa hai vị tới đây vậy? Hai người thiệt biết đóng kịch quá đi. Tứ hoàng tử nói vậy là có ý gì? Hai người để làm việc xấu gì? Phải hiểu lành lắm chứ. Cần gì ta phải nói thẳng ra chứ. Hoàng Nhi, chúng tôi không hiểu con nói gì. Chúng tôi xưng thân mặt lắm chứ. Quả nhiên còn bản sắc làm kỵ nữ sư kiều của mẹ mà. Cái đôi giang phu âm phụ đã lẽ lúc tôi tình hết bao nhiêu năm nay, bây giờ đã lộ bề hết rồi. Tứ hoàng tử, con nữ bậy nữ bạ, có phải thế trong mình cũng được khỏe không? Cái cặp anh em chắc kia trên giường, đừng có đóng kịch trước mặt bà nữa. Dám làm thì phải dám chịu. Được, chuyện tới nước này chúng ta không cần phải phủ nhận. Nếu như tứ hoàng tử biết được chuyện chúng tôi, có định xử lý chúng tôi ra sao? Vậy hai người nên cùng nhau tự kết liễu đi, để ta tội ép phụ hoàng. Tư hoàng tử, cậu thì nhẫn tâm như vậy giết chết cha mẹ ruột của mình hay sao? Nếu người nhẫn tâm ác độc như vậy, ta cũng không giấu người nữa. Người chính là con của ta và sợ sợ ta là cha ruột của người đâu. Con không phải hồ chú, con hồ hồ. Nói bậy. Người nói bậy. Hoàng Nhi, Hoàng Nhi. Sợ sợ. Sợ sợ, em đừng được thêm. Nói chi gì nóng nảy nhất thời thôi. Không có sợ. Tại sao anh lại nhận là cha ruột của nó chứ hả? Ép anh tới đường cùng, anh không nhận đâu có được. Nhưng mà nó đâu có phải là con của anh. Nhưng mà những nơi làm con có trăm lợi mà không có một hại nào. Tại sao vậy? Bây giờ nó thấy hoàn cảnh của nó rất ái ngại, quyết không thể đem chuyện của mình nói ra ngoài. Chừng đó anh phụ trợ nó đăng quang lên ngai vàng. Vậy em là hoàng thái hậu, anh sẽ là hoàng thượng. Nhưng mà dù sao em cũng không có yên lòng. Sao nó lại biết chuyện của mình vậy hả? Theo lẽ thì không thể nào biết được. Nhưng mà chuyện của mình không thể nói ra ngoài đâu. Nếu không anh với em đều bị tru di tam tộc. Vậy phải làm sao đây? Bây giờ cách duy nhất là chờ cơ hội giết chết chú Nguyên Chương, được hoàng nghi của em cái gì để trừ hậu hoàng, mình mới có thể ăn giấc được. Kênh TVB tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như thành viên vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam.